chúng ta bước vào ngày đầu tiên của thách thức 21 ngày. Trước khi mà bước vào ngày đầu tiên thì Anna có một cái điều nhắc nhở bạn rằng là chúng ta sẽ up clip đầu tiên vào ngày 20 tháng 12 và liên tục trong 21 ngày thì bạn hãy thường xuyên theo dõi cái kênh YouTube của Yobo để bạn có thể đón nhận ngay lập tức những video mới nhất. Chúng ta sẽ up vào lúc 10 giờ sáng nhé, bạn hãy nhớ nhé, chúng ta sẽ up vào lúc 10 giờ sáng. 10 giờ sáng ngày 20 tháng 12 là ngày đầu tiên mà video bắt đầu. Và dành cho tất cả những bạn mà comment này, like vào tất cả các video trong 21 ngày này thì cuối cái chuỗi video này Anna sẽ tặng các bạn một cuốn ebook, trong đó có ghi tất cả những cái công thức mà chúng ta sử dụng cũng như những cái mẹo để khiến bạn luôn luôn thon gọn và trẻ đẹp tự nhiên. Tết sắp đến rồi và chúng ta sẽ bắt đầu với ngày đầu tiên vào ngày 20 tháng 12 nhé.